Hello, tôi tên là Lệ Hằng. Hôm nay tôi muốn nhắc nhở và cổ động dân Việt ở hải ngoại trên toàn thế giới. Hãy gạt bỏ quyền lợi cá nhân để ra mặt lên tiếng nói chân chính, để dẹp tan luận điệu ngu xuẩn, tuyên truyền, đánh phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Tổng thống Đào Minh Quân của bọn Việt gian ở hải ngoại này đang tiếp tay cho cộng sản. Các bạn là những người trí thức, hiểu biết sự việc và luôn tin tưởng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Tổng thống Đào Minh Quân. Nhưng các bạn không dám ra mặt lên tiếng mà chỉ đưa ra những lời phê bình chân chính của các bạn qua những livestream hoặc video clip của những người khác. Vì các bạn lo sợ sẽ bị liên lụy đến các bạn là Cộng sản Việt Nam sẽ không cho các bạn vô nước Việt Nam nữa. Những lời phê bình chân chính của các bạn sẽ có mấy ai đọc được và thấy được. Các bạn đang ở trong một nước tự do mà các bạn còn sợ Cộng sản đến như vậy, chỉ vì một cái quyền lợi cỏn con có thể bị mất mà là không được vô nước Việt Nam nữa. Tội cho người Việt Nam ở trong nước biết chừng nào, họ làm sao dám mở miệng chống đối hoặc nói sự thật cho được. Các bạn cũng đã biết rằng những người nào ở Việt Nam làm livestream mạnh miệng chửi bới những người cầm quyền của nước Việt Nam như Huỳnh Quốc Huy mà vẫn còn chưa bị tống vô tù thì đương nhiên là anh ta đang làm cho Cộng sản miền Nam đó. Chứ ở Việt Nam đừng có nói là chạy đầu này trốn đầu kia để livestream. Phường khóm họ kiểm soát chặt chẽ một con kiến cũng không lọt khỏi tay họ chứ đừng nói chi là Huỳnh Quốc Huy. Lúc tôi còn ở Việt Nam, từ Sài Gòn về quê cha mẹ tôi mà sáng đến nơi chưa kịp đi báo cáo là chiều tối, chúng đã đến nhà làm biên bản rồi. Đừng nói chi là một người lên mạng công khai tuyên truyền chống phá nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Còn như Emily, nếu như cô ta không phải là làm việc cho Cộng sản miền Nam, thì đừng có nói là được về Việt Nam và tự tung tự tác biểu tình chống đối chính quyền này nọ. Cô ta là dân Mỹ, cô ta đâu được quyền làm việc đó ở Việt Nam. Dù là cô ta có đến bất cứ quốc gia nào mà cô ta dám làm như vậy thì chắc chắn sẽ bị bắt ngay tức khắc. Và tùy theo tội nặng nhẹ mà họ sẽ tống cô vô tù hoặc là trục xuất khỏi nước. Các bạn có theo dõi tin tức ở nước Mỹ chuyện mới xảy ra đây không? Là một sinh viên Mỹ đi du lịch bên Bắc Hàn đã bị họ bắt và ghép tội là ăn cắp hình ảnh gì đó, mà bị án 15 năm tù. Chính phủ Mỹ đã can thiệp và anh đã được thả ra sau 17 tháng tù ở đó. Tuy nhiên, về Mỹ chỉ được có mấy ngày sau là anh đã bị chết, vì bọn họ đã tra tấn rất dã man. Đó, người Việt Nam ở trong nước có thấy chưa? Đừng nghĩ là dân Mỹ hoặc có quốc tịch Mỹ thì đi qua nước nào muốn làm gì thì làm, nhất là qua mấy nước cộng sản. Do đó mà dân Việt trong nước đừng nghĩ rằng Emily làm vậy là vì lòng yêu dân gan dạ này nọ. Cô ta chỉ là một trong những tay sai của cộng sản miền Nam mà thôi. Cũng cùng một bọn làm livestream bài bác chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Tổng thống Đào Minh Quân để mong triệt hạ uy tín của người để họ sẽ giữ dân Việt Nam trong nước mãi mãi trong tay của Cộng sản mà thôi. Còn các bạn ở hải ngoại, các bạn hãy suy nghĩ đi. Các bạn ở nước ngoài quá sung sướng, quá đầy đủ, muốn có gì thì có đó. Nhà cao cửa rộng, ăn uống thoải mái, sung túc. Ra đường thì có xe hơi lái,
ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ, vân vân và vân vân. Thì các bạn đâu cần phải vô Việt Nam gọi là đi du lịch. Vì trên thế giới này biết bao nhiêu chỗ hay, chỗ đẹp cho các bạn đi mà các bạn chưa hề tới. Còn cái nước Việt Nam hiện tại thì đầy, thì dãy đầy độc hại, không khí dơ bẩn, cướp bóc dãy đầy, tai nạn tràn lan. Các bạn cần gì phải về để mang bệnh về đây chết cho lẹ à? Tôi mong các bạn hãy mạnh dạn gạt bỏ sự sợ hãi mất mát nhỏ nhoi riêng tư để ra mặt làm livestream hoặc video clip để nói lên tiếng nói chân chính, kêu gọi dân chúng trong nước tin tưởng và ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Tổng thống Đào Minh Quân. Chứ bọn gian tà thì dẫy đầy, một bọn dốt nát, vô học thức, vô kiến thức và vô trí thức, làm livestream dọa nhát, nói tào lao, như họ đang ở trong một nước không luật lệ gì cả. Vì họ đâu biết rành tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đâu mà để mà hiểu biết rõ luật lệ ở Âu Tây Mỹ quốc này. Cho nên, họ nói theo luật rừng ở Việt Nam, mà người Việt Nam ở trong nước thì họ chỉ biết có luật rừng thôi, nên họ làm sao có thể hiểu rõ được sự thật hư. Nên họ hoang mang lo lắng. Như cái chuyện em trai 16 tuổi nào đó ở Việt Nam đã được dựng lên để mong bêu xấu cho chính phủ và tổng thống. Câu chuyện này dựng lên mà không có căn, vì họ chẳng biết luật lệ quốc tế là gì. Ở Âu Tây Mỹ quốc này, 16 tuổi là một đứa con nít, chưa được thành người lớn, do đó mà phải đúng 18 tuổi trở lên mới được đi bầu cử, hoặc là muốn nhập ngũ vô quân đội. Chứ ai mà đi thu nhập một đứa con nít 16 tuổi bao giờ? Ngay cả thời Việt Nam Cộng Hòa thì lính nhập ngũ cũng phải từ 18 tuổi trở lên, chứ đâu có cái chuyện con nít 16 tuổi đi nhập ngũ. Chỉ có ở nước Cộng sản Việt Nam mới bắt con nít đi nhập ngũ và đặt mình này nọ thôi. Các bạn ở hải ngoại, xin các bạn hãy ra mặt lên tiếng cùng tôi với, để mong có thể giúp cho dân Việt trong nước thoát được cuộc sống đầy đau khổ gông cùm này. Cảm ơn. Bye bye.